y chollo. Adam, cállate tú, ¿no? Cállate tú. Sara, ¿qué? No, yo cae con cuá, cuá. Ay. En el cae con ahora en el medio. Thấy người ta trông nhiều lắm. Cười của nó này. Đấy, đẹp không mọi người? Cây này chưa ra hoa đâu. Cây này còn non, chưa ra hoa. Đấy. Hoa của nó màu... màu trắng hay sao? Màu trắng màu đỏ gì đấy không biết nữa, chưa từng thấy, chỉ đón thử thôi. Ý kiến vàng không cười bây giờ mình làm video đi đặt bẫy chuột nha. Bữa mình có đăng rồi, bữa mình có đăng đi bẫy chuột rồi, nhưng mà người chưa xem thì quay lại xem. Thì mọi người thấy video này hay, cho mình xin một like với đi một lượt đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người. Rớt xuống cũng té. Ba cây này. Ba cây. Ba cây, năm cây. Năm sáu cây đấy. Ôi. Lên mà xuống cũng mệt lắm. Cái thật. Ơi, được kiếm thêm 1-2 cây nữa nhé. Cao quá mình không lên được. Mình chỉ que được mấy cây thấp thấp thôi. Cây này không có. Mọi người thấy cảnh đẹp không? Rừng không, bắn ngắt luôn. Đấy, bên này là lúa. Lúa của người ta đâu nhỉ, không phải là lúa của nhà mình. Bên này kiến vàng cũng nhiều ấy. Cây này. Bây giờ là 4 giờ, gần 5 giờ. Mình đi làm xong mình quay lại video. Đi tìm cây này này, mình không biết cái tên nữa. Đem về trồng làm cảnh thôi. Thấy người ta trông cây này đẹp, mình cũng thử đem về trồng luôn. Ở bên mình cũng có đấy nha. Bên ở bên Yamơ mới có. Chắc bên này cũng khó rồi. Bên này không có rồi mấy bạn ơi. Ai xem video này thấy hay thì cho mình xin một like với lại một lượt đăng ký kênh nhé. Mình mới làm video mà không biết. Nên mình quay có rung láo lắc, có rung có lắc gì đấy thì mọi người thông cảm nha. Cho mình chưa quen đấy. Này. Mai mình quay hơi về tối nhỉ. Mình cầm Vivo à, mai Vivo à. Vivo Y91C thôi. Nhà nghèo không có điều kiện này. Cầm tạm thôi. Đây bên này lúa không? Nhà này trước nghe nói là nó xả xong rồi nó lấy thuốc nó phun đi ấy. Nó cỏ nhiều quá ấy. Đây mọi người thấy không, cảnh đẹp không, hoa không, đây. Đấy. Đẹp nhỉ, ai thấy đẹp không? Ai thấy đẹp thì cho mình xin một like nha. Bây giờ mình đi quay chỗ khác.
mình quay ít phút, 5 phút là tự tắt rồi. Không hiểu sao. Bên này lúa không mà do mấy họ làm á. Đây này, hoa đẹp không? Đấy, đi bài luôn. Đấy. Không phải là hoa nha mọi người nha. Đây là cỏ. Cỏ gì không biết. Đấy. Màu trắng, màu tím, đồ. Ui. Đẹp nha. Mình đi quay chỗ khác. Nhiều lắm, nhiều cảnh đẹp lắm, mình không quay hết được đâu. Bữa nào làm video bé chuột nha. Làm đêm bé đi làm quay xong rồi tối mới đi thăm mình quay lại nha. Đấy. Đẹp không? Ui đẹp. Đẹp luôn. Hoa này không biết đem về trồng nó có sống được hay không. Mình thấy là đẹp đấy. Không biết mọi người xem video này có đẹp không. Một trận lặn rồi. Chắc 5 giờ rồi. Năm sáu giờ. Cần tối rồi. Không biết em trai mình đi đặt bẫy ở đâu. Kiếm máy rồi không thôi. Đây lúa không? Đây là lúa nếp. Lúa nếp. Lúa nếp. Chắc nó phun xong nó bỏ luôn rồi. Không lấy. Có nhiều quá. Rừng không? Rừng bắn ngát luôn. Đấy, con chim. Chim cũng nhiều. Buổi tối là có cái nó. Cái nó với cái mình bắn buổi tối nó không nhìn thấy đâu. Sao mình không biết. Ở đây không biết có bán gì. Có bán cao su không? Cao su người ta làm cao su. Người ta đi xoay đêm người ta bán. Biết nó bay ở đây. Biết tổ nó. Không thấy tổ nó. Đi thấy tổ nó là mình bắt nó luôn.